nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Và có múi cách điệu, nhưng mà em này thì là một em dài ạ. Đấy, dài qua đầu gối luôn ạ. Thì nó sẽ gì ạ? Nó rất phù hợp với những cái trường hợp mà chúng ta đi event, đi tiệc hay là đi đám cưới, chúng ta khoác bên ngoài những chiếc váy lộng lẫy bên trong thì em này cực kỳ tôn ạ. Và đặc biệt là cái dạng phao của nó ấy là một dạng phao cực kỳ bóng ấy. Và phồng, mọi người nhìn này, bóp vào như này nhá, mở ra. Đấy, nó vẫn phồng như vậy thôi, chứ nó không hề bị là bị ọp hay là bị ép vào như một dạng áo, số dạng áo phao khác. Và đặc biệt là áo em này ấy là em ý có dạng múi cách điệu, mọi người nhìn đúng không ạ? Bên tay thì vẫn là dạng múi ngang, nhưng mà đằng trước này này là dạng múi cách điệu ạ. Dạng múi hình thoi ạ. Dạng múi hình thoi này nhìn sẽ giúp cho cái áo của chúng ta nhìn sang trọng hơn rất là nhiều. Đấy, và cực em này cực kỳ nhẹ nhàng luôn, cực kỳ nhẹ ạ. Rất là nhẹ. Đấy. Và chất liệu thì lại cực kỳ là xịn luôn, mọi người nhìn này. Kể cả các bạn giặt bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không bao giờ sợ em ý bị ẹp vào hay là bị hỏng chất liệu hay bị nổ nha mọi người. Em này là hoàn toàn không bao giờ bị ạ. Đấy, nhưng mà mặc các bạn nhìn đúng không ạ, giống hệt như là một cái chiếc áo dạ, cực kỳ đẹp luôn ạ. Nó còn đẹp hơn cả áo dạ ấy, mọi người thấy không ạ? Đấy, cực kỳ đẹp luôn, đâu phải là áo phao là sẽ không thời trang đâu ạ. Rất là đẹp luôn. Các bạn sẽ xách theo một chiếc túi chẳng hạn. Đây, những cái áo phao mỏng nhẹ này có một cái lợi thế vô cùng lớn, đó là áo nó rất là mỏng và nhẹ, nên là hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được những cái túi mà đeo lên vai như thế này. Bình thường mà những cái chiếc áo phao to quá chúng ta không thể đeo được túi như này đâu ạ, bởi vì nó sẽ phồng lên và đeo vào nó sẽ bị kiểu như là chặt vào trong người của chúng ta. Nhưng mà em này thì hoàn toàn rất là thoải mái để chúng ta đi lại ạ. Đấy, mọi người nhìn không ạ, vừa ấm vừa đẹp và lại còn mỏng nhẹ nữa. Cái độ ấm của em này thì khỏi phải bàn luôn ạ, bởi vì nó là cái mức độ của chắn gió rất là cao luôn ạ. Các bạn đi xe máy, đi ngoài đường thoải mái, không bao giờ lo là bị lạnh hay là bị mỏng. Nó mỏng nhưng mà nó lại không bị lạnh như một vài những cái chiếc áo có cái độ mỏng tương tự như này đâu ạ. Mà tội gì mà chúng ta vừa mua một cái chiếc áo dạng phao mà lại nhìn bị thời trang này, tội gì chúng ta lại đi mua những cái chiếc áo mỏng hơn đúng không? Đây, mọi người nhìn đúng không ạ, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, ở bên trong hoàn toàn có thể kết hợp với chân váy bút chì này và áo thun màu trắng này, rồi đi một đôi bốt vào, nhìn cực kỳ thời trang ạ. Chiếc áo này thì dành cho tất cả các tông da rồi. Đấy, và phù hợp với cả những người có vùng bụng hơi mập một chút vẫn ok. Em này thì có thêm hai màu nữa. Màu đầu tiên đó là màu đen ạ. Màu đen thì phù hợp với tất cả các màu da và tất cả những người, kể cả những người mà béo mập, thì nó vẫn rất là tôn dáng và nó sẽ giúp cho các bạn trông gầy và mi nhon hơn rất là nhiều. Màu thứ hai đó chính là màu bạc ạ. Màu xám bạc ạ. Màu xám bạc thì là gì ạ? Màu xám bạc thì nó có một cái độ là độ bóng nhất định. Mọi người nhìn bóng không ạ? Đấy. Nhìn cực kỳ bóng và sang trọng luôn. Em này ngoài màu vàng này, màu đen, màu xám bạc thì nó còn có một màu nữa, đó là màu xanh. Màu xanh này nó cũng pha bạc luôn ạ, xanh bạc. Mọi người nhìn không ạ? Chất của nó cực kỳ bóng luôn ạ. Và nó có một cái độ óng ánh nhất định. Khi mà mặc lên chúng ta sẽ nhìn nó sẽ sang hơn rất là nhiều. Nó không phải là dạng phao lì đâu ạ. Phao lì thì nó sẽ phù hợp với những kiểu dáng khác, còn cái dạng này thì sẽ phù hợp với lại cả phao bóng hơn, để cho chúng ta đi có đi tiệc đi đâu thì cũng rất là nổi bật ạ. Và bởi vì nó là có cái chất liệu mỏng như thế này nên là chúng ta đi thì nó sẽ không bị cồng kềnh đâu ạ. Không hề cồng kềnh một chút nào. Đấy, em này thì nếu mà chúng ta đóng khuy lại thì nó sẽ là cổ đức như thế này ạ. Còn nếu mà chúng ta thả ra như Phương đang thả đây thì nó sẽ giống như một cái chiếc áo để chúng ta khoác bên ngoài, nhìn rất là thời trang ạ. Đấy, và các bạn có thể thấy cái chất liệu ok rồi, cộng với hàng khuy cũng rất là chắc chắn nữa, nên là cực kỳ đảm bảo về chất lượng của em này nha. Đây cũng là hàng nhập cao cấp nha mọi người. Đấy, và dạng túi thì cực kỳ cách điệu, mọi người nhìn này. Bên này thì không có len này, bên này có một cái lớp len nữa. Đấy, rất là cách điệu ạ. Nhìn sẽ rất là thời trang luôn ạ. Bên này này, mọi người nhìn đâu ạ, có một cái lớp len, lớp nhung ở trên đây. Đấy, làm rất là cách điệu, làm rất là tỉ mỉ luôn ạ.